Dell từ lâu tại thị trường Việt Nam phải nói là họ là một hãng sản xuất nhận được rất nhiều sự tín nhiệm từ người dùng. Tất nhiên là chất lượng của họ hay là chế độ bảo hành của họ như thế nào thì mới nhận được nhiều sự tín nhiệm như vậy. Với chiếc bàn mình đây là một sản phẩm ví dụ cho đó. Đây là mẫu Dell S2721QS, một mẫu màn hình 27 inch có độ phân giải lên tới 4K, rất phù hợp cho những anh em làm thiết kế đồ họa. Vậy thì hôm nay hãy cùng mình đánh giá chi tiết mẫu màn hình này để xem chất lượng của nó như thế nào nhé. Chào mừng các bạn đến với quay trở lại với Full Smart World và mình là Hiếu Học. Được rồi, hãy cùng mình đi thẳng vào vấn đề chính nhá. Giờ thì mình hãy cùng mình dùng con bọ Spidex Elite này để có thể đo được các cái thông số màn hình này. Đầu tiên là về độ phủ màu, ta nhận được 100% giải màu sRGB phổ biến nhất hiện nay. Tiếp tới là về độ sáng và độ tương phản thì nó cũng rất tốt trong tầm giá dưới 8 triệu hàng chính hãng, với độ sáng đạt 362 nit và độ tương phản tĩnh đạt là hơn 1001:1. Tất nhiên thì nó vẫn sẽ hỗ trợ khả năng hiển thị nội dung HDR. Do là một tấm nền tốt thế nên thang độ sáng của nó rất khít với thang đo độ sáng gamma tiêu chuẩn là 2.2. Độ đồng đều về màu sắc của nó cũng khá tốt khi mà mọi người nhìn vào biểu đồ đồng đều về màu sắc này. Cuối cùng là độ chuẩn màu thì nó đạt chuẩn cho màn hình thiết kế đồ họa với độ lệch màu chỉ là 1.5 dpi. Để có được độ chuẩn màu cao đến như vậy thì mình nghĩ rằng Dell họ đã tiếp thu ý kiến của người dùng. Bởi vì từ trước đến nay, kể cả chiếc dòng Ultra Sharp đi thì cái độ lệch màu của màn hình Dell rất là cao, tầm khoảng từ 3 cho đến 4 dpi. Nên là giờ đây, Dell họ đã trang bị sẵn profile màu được cân sẵn tại nhà máy. Trong phần display setting thì các bạn có thể dễ dàng thấy được điều này. Là một người dùng sử dụng màn hình gaming có độ phân giải là 2K trên một tấm nền 27 inch ở nhà thì khi mình trải nghiệm sang màn hình 27 inch 4K này thì mình phải nói rằng hình ảnh của nó rất mịn và nó khác hẳn với độ phân giải 2K. Những cái text hay là những cái nội dung văn bản của bạn sẽ được hiển thị rất là mịn. Văn bản mà các bạn soạn thảo sẽ có cảm giác nét hơn 27 inch 2K rất nhiều. Còn về trải nghiệm thiết kế thì khỏi phải nói đi. Màu sắc cho ra rất nét và cường độ của màu sắc cũng được no hơn rất nhiều. Do đa phần các nền tảng ứng dụng hiện tại sẽ chủ yếu sử dụng trên không gian màu là sRGB, thế nên mình khuyên các bạn khi edit hình ảnh trên các mẫu màn hình này thì nên convert nó sang không gian sRGB khi xuất file, sẽ cho ra kết quả là rõ nét nhất. Màn phủ 100% sRGB cơ mà, thì tội gì mà không dùng đúng không? Ngoài ra thì với thiết kế của S2721QS này cũng có thể cho chúng ta khả năng điều chỉnh rất cơ động, từ nâng lên hạ xuống cho tới xoay dọc màn hình. Phần trụ kim loại cũng hỗ trợ một khe để các bạn có thể đi dây một cách dễ dàng hơn. Phần ngàm thì được đeo thiết kế dạng module nên là khi tháo ra màn cũng khá dễ để lộ ra vị trí giúp các bạn có thể lắp được arm cho mẫu màn hình này. Cuối cùng là về cổng kết nối thì ở đây ta sẽ có được sự xuất hiện của hai cổng HDMI 2.0, một cổng DP 1.2 và một cổng audio để xuất tín hiệu âm thanh. Ngoài ra thì phía dưới màn hình chúng ta sẽ có được sự hỗ trợ của hai loa có công suất là 3W mỗi bên để chống cháy. Khá tiếc là về phần OSD ta có đủ tất cả các tính năng từ điều chỉnh thông số cho mẫu màn hình này, từ độ sáng, độ tương phản cho tới các chế độ hiển thị. Nhưng mà các bạn sẽ phải dùng nút để điều khiển. Hơi bất tiện nếu như các bạn đã quen control qua joystick. Tổng kết lại thì nói thật với các bạn là dưới 8 triệu bây giờ, tầm khoảng là 7 triệu 8 đi, thì mình đố các bạn tìm được mẫu màn hình nào ngon như là mẫu màn hình Dell này, với một cái kích thước là tầm khoảng là 27 inch, độ phân giải đến tận là 4K, kèm theo đó là một chính sách bảo hành cực kỳ tuyệt vời của Dell. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo của Voice Smart World.